Thưa quý vị, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào khoảng ngày 13 tháng 11 thì một đợt không khí lạnh yếu lệch đông sẽ tràn xuống nước ta. Do tác động của đợt không khí lạnh nên từ đêm ngày 13 sang đến ngày 14 tháng 11, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Theo đó, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11, khu vực này tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt dự báo giảm nhẹ so với những ngày trước. Tại Trung Trung Bộ, do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió đông, nên từ đêm ngày 13 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Sau đợt không khí lạnh này, dự báo khoảng ngày 19 đến ngày 20 tháng 11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Đợt không khí lạnh này sẽ gây gió mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trên đất liền, các tỉnh miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa dông, nền nhiệt giảm nhẹ.